Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Mộc đang đi Bình Chánh đó mọi người. Thì đang giao hàng cho anh khách của Mộc ở bên Bình Chánh. Và anh đặt Mộc bộ gõ đỏ bằng 4 tựa. Mộc sẽ quay cho mọi người coi nha. Anh này là anh đặt hàng online thôi nha mọi người. Chưa hề bao giờ ghé xưởng Mộc hết. Mộc cứ giao hàng tận nhà như vậy cho anh. Anh nhận hàng kiểm hàng xong Mộc mới nhận tiền nha mọi người. Đó, nhưng mà anh có đặt cọc Mộc trước rồi. Tại vì hàng này anh đặt theo yêu cầu. Thì Mộc nhận cọc trước của anh là 1 triệu nha. Đó. Và bộ gõ đỏ bằng 4 tựa. Tay con lân liền. Viền chỉ đục nổi, tó đeo đục tay. Và cái tựa lưng là dày 3 phân. Đó, chân viền đục nổi. Bộ này thì nó bao gồm 6 món là một băng ghế dài. Hai chiếc ghế đơn. Một cái bàn và hai cái đôn. Đó. Bộ ghế giao tận nhà anh nha. Và giá của bộ này là 48 triệu 600 nghìn nha mọi người. Đó. Và chất cây là đúng chất cây gỗ gõ đỏ 100%. Không phai bất kỳ loại cây gì khác. Đó. Và như Mộc nói là Mộc chỉ cho mọi người coi hàng Bắc với hàng Nam rồi nha mọi người. Cái hàng này là hàng của xưởng nhà Mộc làm nha. Đó. Nên các vân gỗ mộng mẹo là đúng chất gỗ gõ đỏ. Và Mộc cũng không có sử dụng hóa chất tẩy gỗ nữa. Nên Mộc sơn màu này là màu tự nhiên của gỗ luôn. Còn mọi người đi mua thì cũng kêu xưởng người xưởng khác ấy, người ta đừng có tẩy gỗ nhé mọi người. Tẩy gỗ thì nó sáng được một thời gian đầu thôi, chứ về thời gian sau là nó đen thui lui lại. Là nó hư hết một bộ ghế luôn nhé mọi người. Đó, là bộ như thế này. 46 triệu, 48 triệu 600, xin lỗi mọi người. Đó, và đây là bộ ghế khi ở bên xưởng Mộc, Mộc sẽ quay cho mọi người coi nha. Bộ này thì nó là bằng ghế dài của nó là 2m31. Chiều sâu từ đằng trước ra đằng sau là 0,72. Hai chiếc ghế đơn là 0,87. Chiều sâu của nó cũng là 0,72 luôn. Cái bàn thì 1m4, ngang 0,7m. Đấy mọi người thấy cái băng dài 2m3 nó rất là sâu nha mọi người. Và nó đục tó đào. Tựa ghế thì làm 3 phần. Một đục là tứ linh. Tứ quý nha mọi người. Tứ quý là tùng cúc trúc ma. Đó. Và mặt bàn là mặt bàn nguyên tấm, dày 2,2 phân. Tất cả đều là mặt nguyên tấm dày 2,2 phân. Mặt bàn, mặt ghế, mặt đồn đều nguyên tấm 2,2 phân. Và đây hai chiếc ghế con cũng là tay con nghe liền luôn. Đó. Và nó dày, con nghe dày 8 phân. Và mặt bàn, mặt ghế cũng là dày 2,2 phân luôn. Đó, và không ghép. Là một bộ cực kỳ đẹp nha, mua tận sự sản xuất luôn. Và như Mộc nói nha, cái này không phải gõ pha nha mọi người. Tại vì một bộ gõ pha với một bộ gõ gì nó chênh lệch nhau 10 triệu. Nên mọi người mua mọi người phải biết. Còn nếu mà mọi người không biết ấy, thì mọi người có thể coi clip giải mã gỗ gõ đỏ của Mộc. Đó là Mộc có chỉ chi tiết cho mọi người coi cái hàng người ta hàng cây pha với cả hàng zin nó như thế nào nha. Đó. Và một bộ như thế này là 48 triệu 600. Và quên nó có hai cái đôn ngồi vuông mọi người. Hai cái đôn ngồi vuông này thì là 0,4 vuông. Và cái ghế con này thì Mộc làm lớn hơn so với cái size ghế mà bình thường là 8 phân. Bởi vì mọi người để ý là nó có hai cái tay con lân này thì nó bự hơn. Nếu mà Mộc làm theo kiểu cái size ghế mà nhỏ thì khi mà mọi người ngồi là nó sẽ bị nhỏ cái ghế và nó sẽ bị cấn. Thì nó không có không thoải mái. Thì Mộc sẽ làm cái ghế này to hơn. Thì nó ngang là nó to hơn so với cái ghế bình thường là 8 phân. Nên cái ghế này cái dáng nó rất là to nha mọi người. Đó, và rất là đẹp. Tó đèo này là một lục bằng tay luôn. Mặt bàn mặt ghế là gỗ gõ đỏ nguyên tấm dày 2,2 phân. Chân viền đục móng sâu. Rất là đẹp. Tay còn lần liền luôn. Bông vân ghế rất là đẹp nha mọi người. Vân cột này. Rất là đẹp luôn. Và bộ như thế này là chỉ có giá 48 triệu 600. Còn cái mẫu này nếu mà mọi người muốn đặt hàng Mộc thì phải đặt hàng nhé mọi người. Chứ mẫu này 4 tựa theo kiểu này thì Mộc không có lên theo kiểu lên hàng để sẵn nhé mọi người. Bởi vì cái mẫu 4 tựa này thì làm nó khá là kén khách. Bởi vì người ta xài, người ta sử dụng 3 tựa là nhiều. 4 tựa thì chỉ cho các nhà mà phòng khách lớn hay là nhà ở quê người ta có không gian thôi. Khi nếu mà bán về thành phố hay là các tỉnh thành thì ít phòng khách của nhà khách hàng có cái phòng khách bự á. Vân rất là đẹp nha mọi người.
Dạ. Nếu mà mọi người muốn biết cái vân này là vân thiệt hay vân giả, nhưng mà chỉ cho mọi người là mọi người nhìn cái vân ở đằng trước mặt, cho mọi người lật dưới cái gầm bàn gầm ghế lên, thì cái thớ vân đằng trước với vân ở dưới gầm nó giống nhau ấy, thì nó là vân gỗ thiệt. Còn nếu mà cái vân nó không giống nhau ấy, thì là người ta dán phủ vân lên thôi. Tại mọi người đang mua phải hàng đểu đó, nó chân móng viền đục sâu đó mọi người, viền chạy chỉ nổi. Được, mặt bề mặt ghế vân rất là đẹp luôn, hàng đúng chất cây gỗ gõ đỏ là vân nó rất là đẹp nhé mọi người. Và càng xà là vân nó sẽ càng bóng và càng nổi lên, rất là đẹp. Cái bộ này như Mộc nhắc lại, giá là chỉ có 48 triệu 600. Giá bao gồm Mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người nha. Nên mọi người coi cái thớ vân cột này, đó, và coi cái tựa lưng sau. Phần ghế là Mộc sơn xịt là từng các ngóc ngắt luôn nha mọi người đó, nên xin sơn xịt rất là sạch luôn. Vân rất là đẹp nha. Và riêng mấy bộ ghế Mộc sơn xịt này mắc hơn so với mấy cái mà hàng ở khu Mộc người ta hay bán hàng chợ. Thường thường người ta bán hàng cho các cửa hàng ở các tỉnh ấy, thường người ta sẽ không dám sơn xịt đẹp, bởi vì sơn xịt đẹp thì nó sẽ mắc thêm tiền. Thì cái bộ này Mộc sơn xịt mắc hơn bình thường là so với cái hàng mà các cửa hàng bình thường mà người ta bán hàng cho cửa hàng, là sơn xịt mắc hơn đấy là 700 ngàn rồi. Đó là chỉ về cái chất sơn này, hay là mình làm kỹ hơn thôi là nó đã mắc tiền hơn rồi nhé mọi người. Đó, 700 ngàn là Mộc nói ít ấy. Còn một số cửa hàng mà nó sơn xịt đều là nó còn sơn còn rẻ hơn Mộc gần cả triệu đến 1,2 triệu một bộ nữa cơ. Đó, và bộ này Mộc sơn rất là đẹp nhé mọi người. Đó, và giá như thế này chỉ có 48 triệu 600 thôi. Còn đây là sữa Mộc đang lên mấy cái mẫu hàng nhé, Mộc quay sơ quay cho mọi người coi nha. Bộ này gõ đỏ tay 14 nhé mọi người. Thì chào tất cả mọi người nha, nếu thấy clip của Mộc hay thì nhớ đăng ký channel với Mộc để tham khảo các mẫu bên xưởng nghề Mộc và của khu làng nghề Mộc là làng nghề đồ gỗ Hố Nai nha mọi người. Chào tất cả mọi người nha.